quay lên sao đây, quay cả rút sao đây. Làm mình như. Dạ. Tại đây là 7.000 một ký. Có 7.000 nữa à? Người công ăn người kẹo đâu? À, thịt gà ấy. Thôi cứ kẹo ở bên đây, nhà bên Nhật cũng được. Kéo gì chả được cái kẹo bên Nhật luôn luôn. Ăn chát á, có đi nước ngoài về thì phải mua cho các bà thưởng thức. Cơm gì? Về hết chứ ai nấu cơm nữa. Gà đẹp thế này thôi, học sinh thấy thế nào? Đẹp là ai trong cái chuồng kìa. À, bây giờ bà chú ra đây cho người ta quay bà chú. Được quay cháu thôi. Đâu bà chú đâu? Đây đây, đây bà chú. Vâng vâng, chống cho hở, chống cho. Cái này nó hóa chồng nhá. Đồ lắm. Nếu mà ông có nhu cầu hay là có ai nhu cầu thì bà ông giới thiệu. Đây quay bà chú chắc được cá đẹp thế này này. Vâng. Cú to nhỉ anh. Trông tốt oăm nhỉ. Đấy, củ to thế. Nhiều thế. À thế này này, cắt bớt lá đi để bó cuộc đây. Đúng rồi, bó cần bó 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 tùm đút túi. Mới vào một nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ chưa mới được nửa nhiệm kỳ chứ. Chưa được một khóa. Một khóa nó 5 năm là dìu dắt mãi. Dắt mãi ấy, dạy mãi ấy. Thuần rồi mới bắt đầu phá đấy. Thôi, lại làm vài nhỏ ngô lết. May ra đi qua còn mót được bắt về luộc. Có khối.
bán cả lại một cuộn rông. Bán là có giờ. Chúa lên bên nơi hết cụ bây giờ. Đây từng hàng đấy, từng hàng, từng hàng cà rốt rồi đấy, rất đẹp. Thì nó lại không mua bà khác thì ăn thì chết. Hàng ta mà trên đường. Thế lên cái đường trong đường dựng cái như xe đám cưới. Đây. Đây. Mình đưa cả công trình phụ vào. Quay cả rốt nhìn nó thích. Người ta quay cả rốt đi, mặc các bà người ta quay mình. Quay thì cứ người ta mua hết tình ca của anh. Vâng. Cà rốt xếp hàng này. Đây, cà rốt thái tân. Cà rốt thái tân để bán để đắt tiền. Ăn vào. Bỏ đi, bỏ đi, bác cứ bỏ bình thường thôi. Đâu, bỏ thế này cơ. Bỏ đi, đấy, à, thế thôi. Như thế là cho túi là được rồi. Vâng. À. Bỏ vào đâu mà. Như thế là có tiền rồi đấy hả? Đó, thế là có tiền rồi. Bấn cũng có tiền. Như thế này là bao tiền cân bác? Thế này có 6.000 một cân thôi. Ồ, thế rẻ thế nhỉ? Đúng rồi, mua buôn tại ruộng chắc chỉ thế thôi. Buôn thì không phải ăn dày mà họ đi buôn đi buôn lại xong là qua mấy lần nữa mới đến lần người ăn được chứ. Mày bây giờ mày đứng chơi thì đi viện vẫn còn đấy, mày cắm đây thì đứng với anh tình nên thì coi nhưng mà đi không nhảy đâu, cái này bận ba này cũng vậy đấy, ta lắp cái bơm cho chú mày xịt rồi nhưng chú mày chỉ xịt bốn vòng quanh rát cái rơm không mưa không bị thôi. Bởi ra thì không lấy đâu, sợ luôn chưa đã tưới đâu. Thế là sáng khánh nó lên nó bảo cậu ơi nhà cậu vẫn cháy, thế là đi lên cháy bà lên hết gì rồi. Nhiều nhỉ, như thế này phải mấy tấn chứ. Mấy tấn, 4 tấn, 2 tấn. Bầu này cứ quý ai cái bà lấy ra, cứ bầu quay ai cái bà lấy ra làm gì. Thì quay dồn vào túi tí. Bầu ra quay hộ cái đống rơm này, bạn quay này. Quay, quay gì đống rơm, mình quay xem cái cả rốt này chứ. Quay ra đống rơm kia bảo là đây rơm để dùng cả rốt mà người ta đốt hết. Thì tính thế. Sao lại đốt, họ lại đốt là thế nào nhỉ? Chắc bọn thanh niên người trời, bọn trẻ con người trời. Chứ còn người lớn thì ai người ta làm cái trò đông đông rơm to như thế thì mà đốt đi.